Xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài quần áo đúng không? Tuy nhiên trước cái bài quần áo, bài bài thứ tư rồi, mình sẽ ôn lại ba bài trước, ôn sơ qua. Lần nào trước cái bài học mình cũng ôn lại và mình có cái video bài tập nữa, nhưng mình vẫn phải ôn lại cái bài này nha. Mình sẽ hỏi thử một vài cái của cái bài từ 1 đến 3 coi mọi người có nhớ từ vựng hay không, một vài thôi. Mọi người có thể lật lại bài của mình đã chép hoặc lật lại sách để dò lại chút xíu đi, Trinh sẽ hỏi bài. Có thể dừng video ở đây để dò bài. Xong sau đó mọi người phát hiện là mọi người ngồi học lại ba bài cũ luôn, không chừng lại quên hết rồi. Rồi, bắt đầu hỏi nha. Đối với bài số 1, chúng ta học về gia đình. Mình sẽ lật lại cho mọi người để mọi người hình dung ra. Bài số 1 học về gia đình, family. Thì sẽ có cô, dì, chú, bác, anh chị em, bố mẹ, ông bà, con, cháu ha, và anh chị em họ. Đó, cái hình này. Trời ơi, tôi vẽ cái gì vậy trời? Tôi vẽ cái gì mà say mê mà tôi vẽ gớm vậy trời? Ôi, bài tập làm mà bôi hết rồi. Rồi, đầu tiên là bài về gia đình nha. Đó, có những cái nhân vật về gia đình nè. Đó, bữa trước học cái bài này. Bạn nào chưa học thì có thể coi lại video gia đình. Bạn nào học rồi mà sau khi dò bài hôm nay cảm thấy quên nhiều quá thì học lại giùm luôn nha. Thứ nhất, Trinh hỏi nè. Cô chú là chữ gì? Cô là chữ gì? Và chú là chữ gì? Cô sẽ là aunt, chú là uncle. Có ai biết mấy chữ này không? Biết rồi, tốt. Qua. Wow. Chưa biết lát hồi tôi sẽ nói sao. Tiếp theo là bố mẹ nói chung sẽ là chữ gì? Ba mẹ hay là phụ huynh sẽ là chữ parents. Được không? Rồi, thế thì chữ ông bà nói chung sẽ là gì? Là grandparents. Thế tách riêng ra ông thì mình sẽ nói là sao? Ông sẽ là grandfather. Thì bà sẽ là grandmother. Mình đọc vậy các bạn có hiểu không? Nếu không hiểu chứng tỏ chưa thuộc bài và chưa nghe được, tức là chưa phát âm đúng, thì mình sẽ phải học lại bài này. Được chưa? Những chữ mình đang đọc thì nó nội ở trong cái khúc này thôi, không có đi đâu hết. Tiếp, mình hỏi nữa. Anh chị em họ là chữ gì? Cousin. Rồi hỏi cái này dễ hơn. Vậy anh chị em ruột, anh ruột là chữ gì? Brother. Vậy thì chị ruột của mình sẽ là sister. Vậy thì em trai của mình sẽ là gì? Cũng là brother. Em gái của mình cũng là sister. Nó có phân biệt, nhưng mà mấy bạn, mình hỏi tới đây thôi. Còn bạn nào phân biệt được thì rất là tốt ha. Tiếp theo mình sẽ hỏi nha, con gái của mình thì gọi là gì nào? Con gái ruột của mình sẽ là daughter hoặc là daughter. Vậy thì con trai sẽ là gì? Son. Rồi, đây là phần dò bài của Duyên một kết thúc. Nếu nãy giờ các bạn không trả lời được câu nào hết thì chứng tỏ yếu quá. Đô này học lại video này chắc cả tuần lễ đó. Còn ai mà nhớ vài từ thì thôi cũng cho qua khoảng chừng phân nửa của số đó thì được. Còn ai mà biết được hết, bạn giỏi quá, xứng đáng đi ngủ trưa. Buồn ngủ quá. Tiếp, mình sẽ coi cái bài là thứ hai, là bài nói về sinh ra, kết hôn và chết. Được chưa? Bây giờ mình sẽ hỏi mọi người nào. Em bé là gì? Baby, dễ đúng không? Sinh ra là chữ gì? Em bé được sinh ra là chữ was born. Thế mình hỏi nha, sinh nhật là gì? Birthday. Trời, bài này dễ dữ. Tới nè, độc thân là gì? Single. Vậy kết hôn rồi sẽ là gì? Married. Vậy hỏi chứ ly dị là gì? Divorced. Vậy hỏi tới tuần trăng mật là gì? Honeymoon. Ok. Cô dâu là gì? Bride. Chú rể là gì? Groom, đám cưới, wedding. Ok, rồi nhiêu đó thôi đó. Trong đó có những câu nữa, ví dụ như là tôi sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nói là sao? I was born in Ho Chi Minh City. Rồi, tới đó thôi ha. Tiếp theo mình sẽ có bài cơ thể người. Rồi, cơ thể người nhắm được bao nhiêu phần trăm? Cơ thể người mới học ngay hôm trước thôi. Cơ thể người thì bắt đầu mình hỏi từ trên cái đầu trước. Cái đầu là gì? Head.
Trả lời được không? Tiếp, cái mặt là cái gì? Lúc nào chúng ta cũng coi cái mặt hết trơn á. Chúng coi Facebook á, thì face là cái mặt nè, được chưa? Tiếp, mình hỏi cái cổ là cái gì? Neck. Cái miệng là cái gì? Mouth. Tiếp, cái mũi là cái gì? Nose. Tiếp, cái tai là cái gì? Ear. Hai cái tai là cái gì? Ears. Cái mắt này là cái gì? Eye. Hai mắt. Eyes. Bốn mắt. Quýnh vợ. Ok, just kidding. Giỡn ha, giỡn ha. Giỡn mấy bạn nhỏ, mấy bạn lớn không dám. Rồi tiếp theo mình sẽ có ở phần dưới cái mình của mình. Cái dưới cái mình này, hỏi nào. Vai là gì? Ok, shoulder. Vậy dầu gọi đầu và vai là dầu gọi gì? Dầu gọi head and shoulder. Tiếp cái cánh tay này là gì? Arm. Vậy thì cái bàn tay này là gì? Hand. Hai bàn. Hands. Ngón cái. Thumb. Thumb. Cái ngón tay này. Fingers. Ok. Vậy hỏi chứ nha, móng tay này là đi làm gì? Đi làm nail. Ok. Tiếp theo hỏi là cái chân. Cái chân là gì? Chân là leg. Vậy thì cái bàn chân là gì? Bàn chân là foot. Không phải, không phải là food đâu. Là foot. Được chưa? Foot, đừng kéo dài nha. Kéo dài là ra đồ ăn á. Tiếp hai cái chân. Feet. Ok. Rồi, tới đó thôi. Tới cái bụng nè. Cái bụng là gì nào? Cái bụng là stomach. Cái lưng là cái gì? Cái lưng là back. Cơ bản thôi. Tiếp tới trái tim nào? Heart. Tới cái não nè? Brain. Rồi tới cái máu nè? Blood. Xong. Hết. Hết rồi. Tiếp theo là sẽ là bài quần áo. Ok, bài này quần áo nói chung mình sẽ gọi là clothes chứ không phải fashion đâu nha. Fashion là thời trang, được chưa? Fashion là thời trang, còn quần áo là clothes. Clothes đọc giống chữ đóng cửa á, giống như chữ close the book, close your book, close the door chẳng hạn. Clothes. Quần áo là gì? Clothes. Quần áo là gì? Clothes. Nhớ nhá. Còn fashion là gì? Thời trang. Ok, rồi đi học đi. Khảo bài như đó vui rồi. Có người thuộc mới vui. Nãy giờ thuộc bài không vậy? Bình luận coi chơi coi mọi người. Nếu không học bài thì sẽ không thuộc. Coi chỉ có được cái vui thôi. Rồi, vô bài nào. Mình đã gõ phiên âm. Mình lưu lại cái điểm thôi. Mình quên là bữa sau của mình trống trơn. Mình sẽ không có cái gì để chỉ cho các bạn. Ok, đầu tiên vô thì mình sẽ có cái mũ. Miền Nam gọi là cái nón. Trong tiếng Anh chỉ có chữ hat. Rồi, nói chung mũ nón nói chung thì gọi là hat. Còn từng cái loại nón riêng, nó có cái tên riêng, kệ nó. Cái gì gọi đội đầu là hat. Trừ cái nón bảo hiểm nó cũng có cái tên riêng, kệ nó, để qua bên nha. Ok, bữa nay biết cái hat thôi được rồi. Tiếp theo, mình sẽ có cái đôi vớ là socks, mà miền Bắc gọi là đôi tất. Bây giờ thấy tiếng Việt khó không? Tiếng Anh cũng có chuyện đó chứ không phải không đâu nha. Nhưng mình cũng chỉ lựa cái gì chung nhất mình học mà thôi. Rồi, socks, được chưa? Rồi, mình sẽ thêm chữ S vào đây. Phiên âm nó không có chữ S, mình gõ vào luôn. Bởi vì cái này lúc nào cũng mang hai chiếc. Socks, được chưa? Socks, nó giống như cái lỗ tai nè, giống như lại cái mắt nè, lúc nào cũng phải có hai ha, đa số là ai cũng sẽ có hai socks. Tiếp theo là cái áo thun. Nhớ thun, có nhiều người kêu là áo phông, phải không? Phải không vậy? Áo thun mình gọi là áo thun. Thun là thờ, là t-shirt, được chưa? T-shirt, thấy nó nhấn âm không? T-shirt. T-shirt là áo thun. Tiếp, ngược với lại áo thun là áo sơ mi. Áo này chỉnh chu hơn. Và nhớ sơ mi là sờ, thì chữ này chỉ là chữ shirt thôi. Mình biết bạn nào mà học yếu yếu tiếng Anh thì sẽ rất hay lộn hai cái chữ này. Thun, áo thun và áo sơ mi. Một cái shirt, một cái t-shirt. Thì thun là t-shirt, còn sơ mi, sơ là chỉ shirt thôi. Được chưa? Khác nhau và cũng dễ phân biệt chứ không có khó. Để ý một chút, mình sẽ có cách ghi nhớ riêng của mình, hiểu chưa? Xong, hai cái. Cái nào học rồi thì mình sẽ tô khác nha.
Hat học rồi, socks học rồi, t-shirt rồi, shirt rồi. Bây giờ tới đeo đồng hồ vô. Đồng hồ là watch. Chữ này là chắc chắn, hoàn toàn giống chữ watch TV, giống như chữ coi TV, được chưa? Tại vì khi mình coi, nhìn, xem thì nó sẽ giống cái hành động này. Coi đồng hồ, nhìn đồng hồ, xem đồng hồ. Đồng hồ là cái thứ mà mình hay nhìn vô nhất, được chưa? Cho nên đồng hồ tên là watch. Ok, watch, watch. Tiếp theo, bận đầm váy, mình gọi là dress. Chữ này khó đọc nè, dress, dress. Nếu bạn nào chưa quen đọc là dress, bạn nào quen rồi đọc dress, dress. Ok, nói chung là cái đầm từ trên dưới là dress. Còn cái mà ngắn hơn này nè, chân váy á. À, chân váy thì gọi là skirt. Skirt. Nó viết chỉ có thiếu cái chữ K. Ở lộn, nó chỉ khác cái chữ K với là chữ H ở đây thôi. Đừng lộn nha, skirt. Alright, skirt là cái chân váy. Skirt. Skirt. Alright, âm ơ, skirt. Rồi, bận đầm, bận váy đẹp rồi, mang nhẫn vô cho nó sang. Ring. Ring. Ok, chữ ring này giống như cái ring tone gì đó trong cái điện thoại mình, là cái chuông á, biết không? Nhưng mà đây là cái nhẫn ha. Nó là đồng nghĩa với chữ ring, là rung trong điện thoại reo vậy đó. Nhưng nó là nhẫn, ring, được chưa? Ok, tiếp theo, không phải đồng nghĩa, mình nói tầm bậy vậy, nó không phải nghĩa là rung, không phải đồng nghĩa nha. Nó viết giống thôi. Tiếp theo, đeo dây nịt vô. Dây nịt, mình gọi dây nịt hoặc là thắt lưng, được chưa? Đó, thì hai thứ này đều gọi là belt. Belt, ok. Nhớ đọc là belt, đừng có bell không. Bell là thành ra cái chuông jingle bell, biết không? Đó, rồi belt. Đeo này rồi, đeo vô cái này luôn cho nó sang. Tie. Oh, tie là cái cà ra vát, ok. Tie, chứ không phải là cà ra vát nha, gọi là tie. Rồi, tiếp. Nãy giờ bạn thấy nè, cái mũ, cái nón nè, đôi vớ, đôi tất nè, áo thun, áo phông nè, rồi dây nịt thắt lưng nè. Thì bây giờ tới tiếng Anh nó cũng bị đặt ngựa lên. Cái chữ áo len của mình thôi, nó sẽ ra hai chữ là sweater hoặc là sweater trong Anh Mỹ. Còn cái chữ ngoài nào Anh Mỹ, anh là sweater, Anh Mỹ là sweater. Ngoài ra còn có tên là jumper. Jumper thì mình thấy chữ jumper lần đầu tiên trên cuộc đời đó. Mình có thể là gặp ở đâu mình không nhớ, nhưng mà mình chỉ xài chữ sweater cho cái áo này thôi. Ok, sweater và là sweater, mình gọi nó là sweater thật sự đó, sweater. Rồi, ok, chữ này là sweater, là cho cái áo len. Ai thích jumper thì học jumper thôi, đâu có gì đâu nói ha. Mấy bạn có thể học chữ sweater hoặc chữ jumper, tùy muốn kêu tháo nào cũng được. Tiếp nữa, một cái này nữa nè. À, nhìn cái bộ này mọi người sẽ là bộ vest. Ok, đó là tiếng Việt, Anh Việt. Ngoài anh Mỹ, anh Úc, anh Canada, anh New Zealand, anh này anh kia nọ, thì có anh Việt nữa. Bộ vest, no, cái này không phải bộ vest, người ta sẽ không đọc chữ vest đâu, người ta đọc là suit. Suit, suit, được chưa? Người ta đọc là suit. Còn cái vest đó là nó là cái áo khỉ ở trong, cái áo mấy anh phục vụ mặc màu đen đó nè, thì cái đó là cái vest. Còn cái này là cái suit, được chưa? Rồi, rồi gạch cái này luôn, mình học rồi. Tiếp nữa, đôi này là đôi boot đúng không? Mình kêu là đôi dài boot. Có người kêu là đôi ủng thì người ta kêu là boots. Được chưa? Đôi này là đôi boots nha. Ok. Xong. Đôi dài chạy của mình là đôi trainers. Trainers là đôi dài chạy. Có bạn nói ủa sneaker mà. Ừ thì sneaker cũng là giày. Tiếp theo, đôi này cũng là giày. Thì thống nhất với nhau một điều là cái đôi nào mà là giày mà các bạn không biết nó là giày gì hết á, các bạn gọi là shoes, được chưa? Shoes chính là giày tất cả các loại. Ôi sao viết thành giấy vậy? Giày viết cái gì vậy? Giày, đôi giày là shoes, được chưa? Đó, thì kính thưa các loại giày là shoes. Nếu biết được giày thể thao riêng là gì, giày cao gót là gì thì tốt. Còn không cứ shoes hết luôn là xong. Xong câu chuyện của mình ở đây. Rồi, mọi người có người hỏi ủa dép kẹp, dép lê rồi này kia đâu? Kính thưa, nó chính là slippers, flip-flops, vân vân và vân vân. Nhưng mà mình không cần có biết tới đó đâu, nhiêu đây cũng đủ lắm rồi. Nhiều mà, nhiều thứ mà. Về quần áo thì kể bao nhiêu mà cho hết đúng không? Mình chỉ cần biết những thứ cơ bản này cái đã thôi.
Nếu các bạn đã biết hết những cái này rồi, ok, thoải mái tìm hiểu. Còn chưa biết cái gì hết thì làm như đây giùm cái chút nha. Bình tĩnh, sớm muộn gì cũng được học thôi. Bài này, cuốn sách này 60 bài và mình cũng còn dạy anh văn mà, mình còn dạy nữa, yên tâm. Từ từ theo dõi dạy tiếp. Bây giờ mình sẽ có đôi găng tay, cái này rất là hiệu quả ở Việt Nam luôn. Trùm nguyên bộ, à đúng rồi, còn cái bộ trùm đó đừng hỏi nha, cái đó tôi cũng biết đó là gì đâu. Bộ trùm ninja của Việt Nam, huyền thoại. Cái này đọc là, bây giờ cái độ bao tay này là bao tay, mình kêu là bao tay đúng không? Các bạn có hờ kêu là găng tay không? Thì là gloves. Cái chữ này đọc như sau. Thứ nhất các bạn thấy khó đọc quá thì mình sẽ giải thích như sau. Đầu tiên đọc chữ love, dễ không? Đó, xong gắn chữ G vô, glove. Tiếp theo gắn chữ S vô, gloves, gloves. Xong rồi từ từ làm gọn lại, gloves. Làm lại nha. Đầu tiên đọc giùm mình chữ tình yêu, đọc là love, love, đúng không? Rồi, gắn cái chữ G vô, đọc là glove, là được một cái bao tay. Thêm Z vô, gloves, đó là thêm S vô á, được chưa? Thì sẽ được hai cái bao tay. Đó, mình đọc là gloves. Khi mình chưa quen, slow motion lại nha, làm chậm lại nha. À, gloves, đó là được cái gloves, là được cái bao tay. Nhưng mà đọc vậy nó chưa hay. Từ từ các bạn sẽ gom lại, đọc nhiều lần nó sẽ quen miệng và nó sẽ tự gom lại thôi. Gloves, gloves là nó sẽ được ha, ngắn lại, bớt chữ G lại xíu, bớt chữ Z ra, chỉ Z lại thôi. Gloves là được cái chữ này. Ok, tiếp theo tới cái chữ này. Chữ này là cái chữ kêu bằng là cái khăn choàng cổ ha, cái khăn choàng cổ là scarf, scarf, được không? Để đọc chữ này mình ví dụ cho các bạn như sau. Đầu tiên đọc chữ car, xe hơi, được không? Car, car. Xong gắn vô giùm mình chữ S ở trên đầu, scar, scar. Xong gắn chữ F ở cuối cùng, scarf, scarf. Rồi, vậy ha, vậy là mình đã có được chữ khăn choàng scarf. Xong từ từ mình đọc quen, mình cũng sẽ tự rút lại được scarf. Chứ ai mà đọc scarf, tôi muốn mua cái scarf, nó tưởng mình bị thiểu năng. Mình đọc gọn lẹ, khi mình đã quen rồi mình đọc gọn lẹ lại á. Rồi, tiếp mình sẽ nói cái chữ áo khoác này. Áo khoác này cũng có nhiều loại. Áo khoác, áo lạnh, áo gió, áo ấm. Ok, áo khoác, áo lạnh, áo gió, áo ấm. Vậy áo khoác là để mình khoác vô khi mình đi ra ngoài. Áo lạnh là mặc trời lạnh, áo gió là mặc trời gió, áo ấm là mặc trời ấm à. Ok, tiếng Việt nó lạ lùng sủng quá. Rồi, mình sẽ có cái là jacket. Cái jacket, được chưa? Rồi, jacket là cái áo này. Nhìn vô cái hình thấy cái áo này, jacket. Rồi, còn bên đây có cái coat. Thì nó cũng là cái áo khoác mà, nó dài hơn chút xíu thôi, kêu là coat. Thì mình nói với các bạn rồi đó, mình cũng có áo gió, áo lạnh, áo ấm mà, đúng không? Rồi, có ai kêu áo rét nữa cơ. Thế thì đây nó cũng vậy đó. Quần áo mỗi miền nó kêu cái khác. Thì giờ mình cũng chịu khó đi ha. Cái áo khoác, mọi người có thể kêu jacket hoặc là coat. Đó, muốn kêu nào kêu giống như đôi giày vậy đó. Thấy là cái đôi giày là shoes, vậy nha. Là xong, bình ổn thị trường nhất. Đấy, tới đó là mình đã xong được mấy cái quần áo rồi nè, phía trên. Tiếp theo dưới đây còn có một số dạng, số nhiều của quần áo nữa. Bây giờ mọi người thấy một điều là trong tiếng Anh người ta rất quan trọng giữa một cái và hai cái, đó là một sự khác nhau rất lớn. À, mọi người nghe người ta nói số ít và số nhiều, thì từ 2 trở lên là người ta tính nhiều ha. Tại vì trong tiếng Việt nghĩ nhiều là phải cả đám nó mới nhiều. Ví dụ như đây, mình có một chiếc này. Cái này là một cái sticker để mình dạy con nít. Đây, một cái này là ít, đúng không? Và như vậy mới gọi là nhiều. Nhưng mà không phải, đối với người ta trong ngữ pháp tiếng Anh á, một cái này là ít, nhưng cái này đã là nhiều rồi. Hai cái như vậy là nhiều rồi, được chưa? Nhắc lên, dễ thương quá. Xung quanh đây toàn sự dễ thương. Rồi, thì một cái là ít nhưng hai cái là nhiều. Thế nên là mũi miệng này kia nó cũng phân biệt như vậy. Và tới quần áo nó cũng vậy luôn. Ở đây mình có một cái quần mà miền Bắc gọi là cái quần ấy. Mình giảng cho mấy đứa miền Bắc kêu cái quần đâu con, cái quần đâu con, hỏi cái quần là gì con. Cái nó hỏi cái quần là gì hả con, là cái quần à. Ôi trời ơi, cái quần. Sorry, mình không muốn phân biệt Bắc Nam, nhưng mà mình mỗi lần mình đi dạy mắc cười lắm. Rồi, tiếp, trousers là cái quần.
Thì ở đây nó có cái chữ quần là pants, cũng là cái quần, nói chung là cái quần bình thường, nói chung nhìn vô là biết cái quần á, thì là trousers hoặc là pants. Thì cái này lúc nào cũng thêm s tại vì có hai cái ống. Ok, đâu có ai mặc một ống đâu đúng không? Rồi tiếp theo là cái quần jeans thì cũng vậy. Quần jeans á, mình có người kêu quần jeans, có người kêu quần bò, được chưa? Thì chữ này đọc là jeans, cũng có thêm s vô. Và cái quần short cũng vậy luôn, quần short cũng không tha. Mà quần short là quần ngắn, đọc là shorts. Shorts, được chưa? Shorts thì nó cũng có s. Với cái quần này quần skinny đúng không, quần bó đúng không, đọc là tights thì cũng có s luôn. Tights, cái quần giống như quần tập yoga nè, tights ha. Rồi tới mắt kính như mình thì cũng gọi là glasses tại vì có hai cái tròng, phải không? Glasses. Và tới cái bộ đồ bộ này, pajamas, thì pajamas này á nó có áo và quần, mà không ai mặc quần này áo nọ nha. Ok, cái này là bữa mình có một cái người bạn nước ngoài là ok ông bồ mình luôn á, ông nói chứ trên đất nước Việt Nam này mặc đồ rất là lạ, pyjama không bao giờ mặc trùng với nhau, pyjama là phải cái áo bông này cái quần bông kia mới chịu. Thì mình hỏi chứ ủa thấy đâu vậy, ông nói thấy mấy bạn ngoài chợ. Alright, mình cũng công nhận đúng. Thực ra các cô ấy là mặc bộ nguyên bộ, nhưng mà vì các cô bán đồ nên các cô phải mặc cái áo khoác ở ngoài. Mà bạn biết đó, ở miền Tây nó rất là nóng, thì gọi là ở ngoài chợ rất là nóng, nói chung miền Nam là rất là nóng, mà bạn mặc cái áo khoác giống như cái jacket ở trên kia ai chịu nổi, nên người ta chỉ may cái áo khoác bằng cái dải đồ bộ thôi. Thì vô tình là mặc cái quần này áo nọ, ông nói người phụ nữ mà mặc cái bộ đồ mà hả quần này với áo kia mà nó giống nhau nhất trên cuộc đời anh thấy chỉ có mẹ em thôi. Rồi đúng rồi, tại mẹ ở trong nhà mà, chứ mẹ ra đường mẹ cũng mặc y chang vậy thôi. Ở miền Tây của mình mặc vậy đó. Rồi đây là bộ pajamas, là bộ đồ bộ nha, bộ đồ ngủ á, đúng không? Rồi và mình cũng mặc cái kiểu này đúng không? Bây giờ mình hay có kiểu này lắm, pajamas thì cũng thêm s vô tại vì nó phải có cái áo và cái quần đi cùng với nhau. Xong, ngoài ra mình còn có mang cái này là cái thứ mà mình không bao giờ mang được, đó là sunglasses. Đeo vô một cái không có thấy gì nữa luôn. Sunglasses là cái kính râm hay là kính mát, được chưa? Mình kêu kính mát, mọi người kêu kính râm đúng không? Có thể. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ học một số cái câu để mình áp dụng vô cái này. Thì bài này nó hay ở cái chỗ là nó ứng dụng cũng ngang ngửa mấy bài kia, và nó có cái câu cho mình nói là my suit is new, là suit là gì, là cái bộ vest, cái đồ vest của tôi thì nó mới, nhưng mà these trousers are old, đó cái vest thì nó mới nhưng cái quần của tôi thì nó cũ. Rồi tiếp, her jeans are blue, cái quần jean của cô kia thì màu xanh. Her shorts are blue hoặc là her ties are blue. Thì mọi người thấy nha, cái nào số ít thì mình dùng chữ is, không có thêm s mình dùng chữ is. Còn cái nào mà hồi nãy mình nói là nó phải đi đôi 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 với nhau á thì mình dùng are, được chưa? Một bên là is, một bên là are. Mọi người thử đặt những cái câu này bên dưới bình luận để cho mình xem nha. Thấy thả tim là biết ok đó. Còn không ok là sửa nha. Tiếp, nếu mà bạn thấy quần áo này kia bạn muốn nói, vậy thì khi mình muốn nói một cái quần hay một cái áo mình nói không được, đúng không? Tại vì đã thêm số nhiều rồi, làm sao mình thêm vô được. Mình sẽ nói là a pair of, được chưa? Thì nó sẽ bằng nghĩa với là gì? A pair là một cặp. Thì trong tiếng Việt sẽ không ai nói một cặp quần đúng không? Nhưng trong tiếng Anh người ta nói một cặp quần như là một cặp kính. Hiểu không mọi người? Đó, người ta phải nói một cặp chứ người ta mới nói được, chứ còn nói một cái quần người ta không nói được, người ta chỉ nói được một quần, nó rất kỳ đối với người ta. Người ta phải nói, muốn nói một cái quần người ta sẽ phải nói là một cặp quần, tại vì đối với người ta quần là một cái gì đó có hai ca hai bên, chứ không phải như mình quần nó dính lại là một cái, được chưa? Cho nên người ta phải nói là a pair of trousers, được chưa? Giống như là mắt kính nè, tiếng Việt mình á mình nói là một cặp kính chứ không có ai nói một cái kính. Cái này một cái ra đeo làm sao đúng không? Cho nên là a pair of glasses chung luôn, hoặc một đôi giày và một chiếc giày nó khác nhau đúng không mọi người? Đó, trong cái tiềm thức của mình là một, mình muốn nói mua thì phải là mua đôi giày chứ đâu có thể nào là mua một giày được đúng không? Đấy, thì
thêm vô bộ sưu tập đó cái quần nữa và PJ nữa là mới được. Rồi thử đặt câu với vài món xung quanh mình ha. À đúng rồi, có giày thì nhớ có vớ nha. Đó, có vớ cũng như là thêm S vô cho người ta. Và bao tay cũng là S nữa nè, thấy chưa? Rồi, nhiều thứ thêm S lắm luôn đó. Alright. Tiếp. Phần động từ. Tức là sau khi mình đã có được cái danh từ ở trên là mình ghép vô câu nè. Cái câu của mình như sau, mình dịch bài mọi người nhớ ghi tiếng Việt nha. You wear clothes but you carry things. Câu này có nghĩa là bạn mặc quần áo nhưng bạn mang đồ. Tức là sao? Giống như trong tiếng Việt của mình vậy đó. Cái mũ mình dịch là đội mũ, cái áo mình dịch là mặc áo, đến cái vòng này mình gọi là đeo vòng, còn cái đôi giày mình gọi là mang giày, mang mặc đội, đúng không? Thì người ta, tất cả những thứ đó người ta gọi là wear. Đó là chữ wear. Chữ wear này có nghĩa là mang, mặc, đội, đeo. Được chưa? Nó còn có nghĩa là xịt nước hoa nữa. Nhưng mà mình không nói trường hợp này, nâng cao quá. Từ từ tính sao. Chữ wear này là mang, mặc, đội, đeo. Thì là bạn mặc đồ nhưng mà bạn mang. Còn chiếc chữ mang này á, carry á, lại có nghĩa là mang theo kiểu là cầm nắm. Được chưa? Rồi. Thì là mình mặc đồ như mình mang túi. Được chưa? Đó. You wear glasses. Câu thứ hai là bạn gì? Bạn đeo kính. Đúng không? Chứ đâu thể nào nói bạn mặc kính được. À, rồi. Đối với phụ kiện mình có một chữ wear, nhưng dịch ra tiếng Việt mình có nhiều cái nghĩa khác nhau. Naomi is wearing a long blue coat. Là bạn Naomi thì đang mặc một cái áo khoác màu xanh. Áo khoác màu xanh. Áo khoác mà còn phải dài nữa cơ. Đấy, là mình đang nói cô nè. Naomi đang mặc một cái áo khoác dài màu xanh. Đó, áo quần thì mình dịch là mặc, kính thì mình dịch là đeo, nón thì mình dịch là đội. Tất cả là chữ wear. Tiếp, she's carrying a suitcase and a handbag. Cô này đang mang một cái cặp và một cái túi. Ok. Cái này đâu phải cái túi đâu trời. Cái túi xách tay. Rồi ok, cứ cho là vậy đi. Đây là cái handbag. Thực ra là cái wallet đó chứ. Tiếp theo. Đó, bây giờ mang. Đó, xách trên tay là mang. Còn cái nào ở trên người là wear. Được chưa? Là mặc. Tiếp, you can also say. Bạn cũng có thể nói là Naomi has got blue coat on. Ok. Muốn nói kiểu này nói nhưng mình thôi. Mình không suggest, không đề xuất là mọi người học cái này đâu nha. Học cái chữ wear thôi là được rồi. Mẹ học cái mang mặc đội đeo này đã rối lắm rồi. Tiếp, you carry a bag and an umbrella. Là bạn mang một cái dù và bạn mang một cái túi và một cây dù. Rồi, bag đây là cái túi và umbrella là cây dù. Ok, vậy là tóm lại nha. Mình hỏi các bạn vài câu như sau. Thử coi các bạn có hiểu không là biết nè. Muốn nói là tôi đội nón thì mình nói làm sao? Để mở lên chữ nón cho coi chứ mới học sao nhớ bài rồi. Đây, mở lên chữ nón cho coi nha. Rồi, cái nón đâu rồi? Cái nón là hat nè. Muốn nói tôi đội nón thì nói là I wear a hat. Tôi đội một cái nón. Vậy muốn nói là tôi mặc một cái đầm. I wear a dress. Được chưa? Đó. Tôi mang the boots. I wear boots. Hoặc là I wear, hồi nãy mình nói a pair of boots. Đấy, tôi mặc là I wear cái gì đó là xong, là được ha. Tiếp, vậy mình nói là tôi mang một cái giỏ thì mình nói sao? I carry a bag. Rồi, chỉ cần biết tới đó thôi là được ha. Cứ mặc cái gì là wear hết lên trên người là xong.
Cái này nó cho cái chữ carry vô rối quá, các bạn sẽ không hiểu. Biết chữ wear thôi là được rồi. Thì nó có một cái tips cho mình như sau. Nó có tips cho mình là khi mà bạn thay đồ vào buổi sáng, hoặc là buổi nào mà bạn đi ra đường bạn thay đồ á, thì hãy nói với bản thân mình nè. Đây mình chỉ cho các bạn câu này. Mình sẽ tự nói với bản thân mình, tự tạo môi trường tiếng Anh cho mình là nhìn cái gì nói cái đó. Cái này rất là hay, nó tạo cho mình cái khả năng là sau này mình sẽ có thể tự suy nghĩ trong đầu bằng tiếng Anh mà không cần phải dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Bây giờ tôi sẽ mang giày vô. Now I'm putting on my socks. Bây giờ tôi mang giày và mang vớ vào. Xong bây giờ tôi mang và giày vô luôn. Đó. Và bây giờ đấy, hai câu. Now I'm putting on my socks. Now I'm putting on my shoes and so on, tức là và vân vân. Tức là mình mặc cái gì thì mình nói cái đó vô. Ví dụ như là now I'm put on my glasses. Put on có nghĩa là mặc vào, được chưa? Wear là đang mặc rồi, còn put on là đã mặc vào, được chưa? Đó, mình có thể dùng cái cấu trúc này để mình nói mỗi ngày mặc cái gì thì nói cái đó ha. Now I'm putting on my t-shirt. Now I'm putting on my jeans. Đó, vậy đó nha. Đó, ok. Vậy là mặc cái gì nói cái đó. Thì mình đã nói rồi đó, cái nào trên đầu gọi là hat, cái nào dưới chân gọi là shoes. Hat. Vậy cho nó đơn giản. Còn nếu các bạn muốn thêm từ vựng thì cứ dùng từ điển tra ra, xong nhắn tin hỏi mình ở cái đó phải là cái gì không, như là dép lào có phải là flip-flops hay không. Đúng rồi đó. Tiếp, đôi dép bình thường của mình có phải là slippers hay không. Đúng luôn á. Rồi, tương tự vậy ha. Về nhà học bài để bữa sau mình sửa bài tập cho mọi người. Bữa sau có quá trời bài tập luôn. Ủa gì vậy? Ủa, có cơ thể người trở lại nè. Là mặc đồ với mấy cái này. Thứ nhất, bài tập đầu tiên là hoàn thành câu. Joe có một cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, cho nên anh ấy sẽ mặc suit. Mặc suit là mặc gì, là mặc suit á. Mình sẽ phải điền những cái chữ còn thiếu vô trong cái câu này ha. Nó làm cho mình về để mình thuộc từ vựng đó. Thương ghê chưa? Nhưng mà nói thiệt mọi người, làm xong bài này chưa thuộc nổi rồi còn phải học bài nhiều lắm. Chứ làm trong đây mà học mà hơi ấy nổi thì trời ơi, video tôi chịu view luôn á. Tiếp, mình sẽ nói những cái đồ này với lại cái bộ phận cơ thể người, là mình sẽ mặc những thứ này vô đâu. Đấy, cũng là cho mọi người làm từ vựng, sắp từ vựng thì phải vậy chứ. Tiếp theo, hoàn thành cái câu này với một từ trong cái hộp này và để nó vô cái dạng đúng. Bài này thuộc về là một chút xíu ngữ pháp về ngữ nghĩa rồi. Ok, thì cứ làm đi, xong rồi mình sửa bài tiếp nha. Tiếp, label the picture, tức là gì? Ghi tên vô cho cái ông này, cái... Ủa, phi giới tính quá vậy? Ở trên thấy ông, ở dưới bà hả? Rốt cuộc là bà hay là ông? Bà chứ hả? Ai ông hay bà vậy? Thiệt tình không biết luôn á. BB Trần. Đẹp gì, cao gì, có nước là BB Trần thôi. Ok, rồi label cái the picture. Viết tên của mấy cái món đồ vô đây. Hy vọng là mọi người làm được. Không được thì mọi người lật sách coi thôi, chứ có gì căng đúng không? Alright, hy vọng là mọi người lật ít thôi, chứ lật nhiều quá thì không ổn. Tiếp, cũng là hoàn thành vô cái này. Rồi, what are you wearing? What are you wearing? What are you wearing today? Cái đó là một bài hát, lát nữa mình sẽ gửi link cho mọi người để nghe, rất là dễ thương. Rồi, nó sẽ nói nè, bạn mặc gì hôm nay? Sử dụng từ điển để giúp bạn. Đó, thấy chưa? Nó còn cuốn sách, nó còn nói giống tôi nè. Nếu mà bạn biết, bạn xài được những cái chữ ở trên mà nó học thì mình cứ xài. Còn nếu không biết thì phải tra từ điển thêm, thấy chưa? Trời ơi là trời. Hay quá, công nhận nhiều năm kinh nghiệm nó giống cuốn sách ghê luôn á. I'm wearing a white t-shirt. Tôi đang mặc cái áo trắng. And a blue jumper. Và một cái áo khoác ngoài màu. Và một cái áo gì? Nói mình bậy, không phải áo khoác. Áo gì mình không bao giờ mặc, mình không biết luôn á. Áo len. Sài Gòn mà áo len là tưởng điên á. I've got a pair of black trousers on. Tức là tôi có một cái đôi quần tây màu nâu, màu đen lên. I'm wearing blue socks. Tôi là mang cái vớ màu xanh. Trời ơi, bẩn cái gì vậy? And white trainers, tức là và mang cái đôi giày chạy màu trắng. Also got a watch and a pair of glasses on. Tôi cũng có mang đồng hồ và tôi cũng có mang kính nữa.
Đó, mặc trên người mình mặc cái gì mình kể ra ha. Đó, nếu mà có ai nhẫn vòng vàng đồ này kia trang sức các kiểu á, kể hết luôn được chưa? Có thể comment để lại cái comment cho mình biết là mấy bạn còn cái chữ nào mà quần áo mình chưa biết không, để lên để mình giải đáp luôn coi nó có phải là như vậy hay không. Ok. Rồi, hết rồi. Bữa nay học như đó thôi. Quá wow, trời quá đất luôn, u là trời. Lưu lại, lưu lại. Rồi, để sau hỏi bài. Bye bye.